quán cơm đắt khách nhờ có buồng khử khuẩn tự chế. Chỉ đầu tư tầm 6 triệu đồng tiền vốn mua nguyên vật liệu. Mất 2 ngày lắp ráp, chỉnh sửa, một quán cơm văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo ra buồng khử khuẩn toàn thân cây nhà lá vườn. Đây là quán ăn đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh có buồng khử khuẩn chống dịch COVID-19. Buồng khử khuẩn toàn thân do chủ quán tự lắp ráp. Mấy ngày gần đây, quán cơm văn phòng trên đường Nguyễn Trọng Tuyển Quy. Phú Nhuận trở, nên hot khi tự làm buồng khử khuẩn toàn thân lắp ngay cửa ra vào giúp khách hàng yên tâm đến ăn uống khi khách bước vào luồng phun xương dung dịch lo tỏa ra giúp diệt khuẩn toàn thân ông thành khách hàng vui vẻ lần đầu tiên tôi bước vào buồng khử khuẩn này thấy toàn thân được diệt khuẩn tự nhiên yên tâm hẳn do sử dụng hệ thống phun xương nên không làm ướt quần áo của khách khi có khách vào hệ thống tự động kích hoạt lúc không có người sẽ tự ngắt để tiết kiệm dung dịch sát khuẩn trong lúc nhiều quán ăn ế ẩm do khách hàng ngại ra ngoài đến nơi đông người thì quán ăn này lại tấp nập hẳn, đặc biệt là từ lúc trang bị buồng khử khuẩn. Một phần khách tò mò muốn thử buồng khử khuẩn nên đến ăn thử, một phần khách quen cảm thấy yên tâm hơn khi quán trang bị công cụ rút diệt vi khuẩn này. Được biết đây là quán ăn đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh lắp buồng khử khuẩn toàn thân trên tường. Quán còn cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, cũng như sẽ tăng giá cơm do trang bị buồng khử khuẩn. Nguyên tắc hoạt động của buồng khử khuẩn này là hệ thống phun xương sử dụng bằng dung dịch khử trùng, diệt khuẩn Chloramine B cũng do quán tự phe chế theo quy định của Bộ Y tế. Khách trước khi bước vào quán, sẽ bước vào buồng trong khoảng 15 đến 30 giây để khử khuẩn toàn thân. Anh Đỗ Hồng Phong chủ quán cho biết, học theo mô hình buồng khử khuẩn toàn thân của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã tự mày mò làm buồng khử khuẩn với giá chỉ 6 triệu đồng, sau 2 ngày lắp ráp chỉnh sửa, đã đưa vào sử dụng. Buồng khử khuẩn có bánh xe nên có thể di chuyển dễ dàng. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.